Chúa muốn con yêu Ngài khi khổ đau, Chúa muốn con yêu Ngài khi thất vọng, Chúa muốn con yêu Ngài khi an bình. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế chân, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Một nhật báo xuất bản tại Manila đã có sáng kiến đăng tải những ý kiến của một số nữ sinh về mẫu người nam lý tưởng của họ. Cô Melissa Calilao, 21 tuổi, sinh viên ngành sinh học, cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người không sợ sống thực thể của mình, nhưng đồng thời không tự phụ. Cô Amor Comia, 20 tuổi, sinh viên ngành thuốc, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người biết trọng nhân quyền của phụ nữ và chấp nhận là người nữ có thể thành công trên đường đời mà không cảm thấy mặc cảm bị lấn át. Cô Catherine Gao, 19 tuổi, sinh viên ngành kinh tế, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô là một người rất tự tin về chính mình, biết làm cho kẻ khác chú ý tới mình, nhưng đồng thời cũng rất là nhạy cảm với những nhu cầu của người khác, nhất là nhu cầu của người nữ. Người nam đó cần phải nhìn người nữ như là kẻ ngang hàng với mình. Cô Lea Palenzuela, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, thì chỉ muốn người bạn trai của cô là một con người có óc thực tế. Cô Anne Reyes, 23 tuổi, cũng vừa tốt nghiệp đại học, thì cho biết mẫu người nam lý tưởng của cô phải là con người biết kính trọng môi sinh, quan tâm, chăm sóc cho môi trường sinh sống của mình. Cuối cùng, cô Caronchi, 20 tuổi, vừa đi học vừa đi làm, thì cho biết cô thích người nam nào có hiểu biết về điện tử, về máy tính và computer. Quý vị và các bạn thân mến, lướt qua những ý kiến trên đây, chúng ta có thể nhìn thấy được những đặc điểm đang ảnh hưởng trên tâm thức của người trẻ có mức độ hiểu biết đại học và ở hạng tuổi 20 tại Phi Luật Tân. Đó là những đặc tính sau đây: sống thực thể chính mình, kính trọng nhân quyền của người nữ, biết chú ý đến kẻ khác, chấp nhận người nữ có thể thành công như người nam, có đầu óc thực tế, biết kính trọng môi sinh, có hiểu biết về các phương tiện thông tin điện tử. Một điểm đáng chúng ta chú ý là các cô sinh viên này là những người có niềm tin Kitô, nhưng lạ thay, ta không thấy cô nào mong muốn cho người nam lý tưởng của mình phải là một người có và sống thực sự niềm tin Kitô của mình. Những đặc điểm vừa kể trên thuộc lĩnh vực tâm lý, nhân quyền, môi sinh và kỹ thuật, nhưng không có đặc điểm nào thuộc lĩnh vực tôn giáo. Phải chăng tôn giáo, đức tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu Kitô đang từ từ bị biến đi trong thế giới của các bạn trẻ này, đến độ mẫu người lý tưởng của họ không cần thiết phải là một con người có niềm tin tôn giáo, niềm tin Kitô. Thiếu niềm tin tôn giáo, con người có sống an vui hạnh phúc và có an hòa được với kẻ khác không? Đôi khi chúng ta cần những giây phút hồi tâm thinh lặng để xét lại về mẫu người lý tưởng của mình, hay về mẫu người lý tưởng mà mình muốn đạt đến, muốn thực hiện trong kiếp sống làm người của mình. Tôi là ai? Tôi muốn tôi phải như thế nào? Lạy Chúa, xin giúp con biết con là ai, phải sống như thế nào và sẽ đi về đâu. Amen. Chúa muốn con tin Ngài khi hạnh phúc, Chúa muốn con tin Ngài khi lạ lối, Chúa muốn con tin Ngài khi ưu phiền, Chúa muốn con tin Ngài khi hy vọng.
Chúa muốn con theo Ngài khi hừng đông, Chúa muốn con theo Ngài khi đêm về, Chúa muốn con theo Ngài khi tuổi già. Vì Ngài muốn cuộc đời con hạnh phúc, gọi mời con mọi người sống yêu thương. Ngài đã sống kiếp nghèo giữa thế trần, hãy hát lên ca khen tôn vinh Ngài. Chúa muốn con xin Ngài khi cùng khốn, Chúa muốn con xin Ngài khi tù lao, Chúa muốn con xin Ngài khi lao nhọc, và Chúa muốn con xin Ngài khi tuyệt vọng.